Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết cuối cùng trong ngày hôm nay 19 tháng 12 của kênh VTC14. Trong ngày hôm nay, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh và khô, nên tiết trời hầu như không có mưa và nền nhiệt duy trì mức thấp, với mức nhiệt từ đêm qua cho đến sáng nay chỉ phổ biến từ 14 đến 17 độ. Riêng tại một số nơi vùng núi cao, nhiệt độ còn xuống dưới 10 độ. Càng đến trưa, nền nhiệt trên toàn khu vực cũng tăng dần. Tuy nhiên, thì mức nhiệt cao nhất trong ngày trên toàn khu vực vẫn phổ biến dưới 20 độ. Tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, cụ thể như là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ chiều tối qua không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến thời tiết trên khu vực, khiến cho gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh dần, cùng với ảnh hưởng của địa hình đã gây ra mưa trên diện rộng cho khu vực này. Một số nơi còn đạt lượng mưa khá và tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Trung Bộ, trời chuyển rét ở phần phía Bắc. Trong khi người dân tại các tỉnh thành phía Bắc đang phải đối phó với thời tiết xấu gây mưa và rét thì tại các tỉnh thành phía Nam, cụ thể như tại các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân nơi đây lại được hưởng một chế độ thời tiết khá thuận lợi và ít có sự thay đổi so với những ngày trước. Trời phổ biến ít mưa và có nắng từ sáng đến chiều khiến cho tiết trời khá oi nóng về trưa. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động thưa quý vị theo dự báo trong đêm nay và ngày mai các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nhưng có cường độ suy yếu dần và di chuyển lệch đông nên thời tiết trên khu vực vẫn ít mưa nhưng có sương mù về đêm và sáng đặc biệt sương mù còn phát triển dày đặc tại các tỉnh miền núi phía bắc gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao thông trên khu vực bên cạnh đó là nền nhiệt trên toàn khu vực cũng tăng nhẹ khiến cho tiết trời ấm lên đôi chút với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 21 đến 22 độ không khí lạnh suy yếu nên mưa tại khu vực Trung Bộ cũng có xu hướng thu hẹp phạm vi và cường độ. Cụ thể như tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời chuyển trạng thái khô giáo nhưng còn khá rét về đêm và sáng, đến trưa nhiệt độ cũng tăng dần lên mức 22 độ. Còn tại khu vực Trung Trung Bộ, trời còn nhiều mây nhưng mưa cũng giảm dần nên nhiệt tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 24 cho đến 27 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chưa chịu ảnh hưởng của bất kỳ hình thế gây thời tiết xấu nào, nên trời vẫn ít mưa và có nắng cả ngày. Nền nhiệt luôn ở mức cao với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Nam Bộ luôn là nơi có nền nhiệt cao hơn cả, với mức nhiệt ban trưa có khi đạt mức là khoảng 34 độ. Chỉ riêng tại Tây Nguyên trời còn khá rét về đêm và sáng, với mức nhiệt chỉ dao động từ 17 đến 20 độ. Tiếp theo sẽ là những dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 trời z, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Xuống xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, phía Bắc có mưa ở vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió tây bắc cấp 2 cấp 3-z, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Tại khu vực Trung, Trung Bộ nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Chuyển sang vùng cao Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi Ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, với nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa ở vài nơi gió nhẹ, với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Cuối cùng là những dự báo cho khu vực biển Đông. Thời tiết biến chuyển xấu nên không mấy thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Cụ thể thì tại quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật trên cấp 7 biển động. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 30 độ. Bản tin thời tiết cuối ngày đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết sáng mai của chúng tôi.